Vicky xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của đài truyền hình Việt Sky TV băng tầng 57.4. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình tọa đàm văn học lại được hân hạnh trở lại cùng với quý khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới. Và hôm nay với một khuôn mặt mới trong chương trình, đó là nhà thơ Hoàng Minh Chân. Trước hết thì Vicky xin mời nhà thơ Hoàng Minh Chân gửi lời chào đến quý khán thính giả, thưa anh. Dạ, vâng, xin... kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là không tâm luận giả Phật học Hoàng Minh Chân, tác giả của trường thi Tướng Quân Ca vừa xuất bản cuối tháng 8 vừa rồi, để ghi ân và vinh danh các vị anh hùng đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4. Như Đại úy Nguyễn Đình Giang, như Thiếu úy Huỳnh Văn Thái, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, vân vân. Cảm ơn nhà thơ Hoàng Minh Chân rất nhiều đã tự giới thiệu mình với quý khán giả của Việt Sky TV hôm nay. Và chị Bixi rất hân hạnh được đón tiếp Hoàng Minh Chân đến đây cộng tác cùng với Bixi trong cái chương trình này. Và kính thưa quý khán giả, thì hôm nay cái đề tài mà Bixi và Hoàng Minh Chân cống hiến đến quý khán giả yêu thơ nhạc, đó là chúng ta sẽ nói về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Kính thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên thì chắc chắn là chúng ta, những người yêu thơ nhạc, đều biết đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên cả. Và thì trước hết thì cho Bixi được mạn phép nói sơ sơ về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Kính thưa quý khán giả, chắc chắn là trong chúng ta hầu như ai cũng biết đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, và thơ nhạc của ông cũng đã được phổ nhạc rất là nhiều, những bài thơ nổi tiếng của ông, chẳng hạn như bài Em Hiền Như Ma Sơ này, rồi Vì Tôi Là Linh Mục này, rồi Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Tên Duyên, đại khái là như vậy, còn nhiều nhiều nữa. Nhưng mà xin quý vị cho Bixi lược sơ qua cái tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên này. Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên thì sinh ngày 30 tháng 5 vào năm 1952 tại xã Bình Trước, quận Châu Thành, Biên Hòa. Nguyễn Tất Nhiên đã theo học trường Trung học Ngô Quyền từ năm 1963 cho tới năm 1970. Thì lúc mới vừa lên trung học đó, thì tức là năm đệ nhất cấp, thì Nguyễn Tất Nhiên đã làm thơ rồi. Tức là lúc đó mới nghĩ rằng Nguyễn Tất Nhiên mới có 15-16 tuổi thôi. Thì theo lời những người bạn mà cùng trường của ông lúc đó, thì thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã được nhiều người khen rất là hay từ lúc nhỏ như vậy. Thì lúc đó thì Nguyễn Tất Nhiên đã thành lập thi văn đoàn với bạn học là tên là Đinh Thiên Phương, tên thật là Đinh Thiên Thọ, tức là người bạn học tên là Đinh Thiên Phương và Đinh Thiên Thọ. Cả hai thi sĩ học trò này cùng chung nhau xuất bản tập thơ Nàng Thơ Trong Mắt vào năm 1966. Khi đó thì Nguyễn Tất Nhiên mới được có 14 tuổi thôi. Cái trong tập thơ này thì Nguyễn Tất Nhiên lấy bút hiệu đó của ông lúc đó là Hoài Thi Yên Thi. Hoài Thi Yên Thi, chứ có phải là Nguyễn Tất Nhiên. Tại lúc đó chàng mới có 14 tuổi thôi. Đó, thì trong cái thời gian này thì Nguyễn Tất Nhiên đã gặp một cô gái, nghĩa là, mà cô gái này lại là người miền Bắc, tên là Duyên. Thì... và có với cô này một cái tình cảm rất là nhẹ nhàng, và nhưng mà không thành công vì cái hoàn cảnh gia đình và cái cá tính nghệ sĩ của Nguyễn Tất Nhiên. Và lúc đó thì Bixi nghĩ rằng là Nguyễn Tất Nhiên còn nhỏ quá mà, phải không ạ? Cái mối tình học trò đó thì đâu có cô nào mà nhận lời đâu. Nó chỉ là coi như là nó lờ mờ thôi. Lờ mờ, dạ vâng. Một cách lãng mạn mà thôi. Đó, nhưng mà tuy vậy thì cô nàng tên Duyên này cũng đã có cảm hứng cho Nguyễn Tất Nhiên làm rất nhiều bài thơ, sáng tác ra khá nhiều bài thơ nổi tiếng. Chẳng hạn như bài Khúc Tình Buồn này, rồi các bài Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ này, rồi Em Hiền Như Ma Sơ này, Vì Tôi Là Linh Mục. Đó là những bài thơ mà Nguyễn Tất Nhiên được làm ra cho cô nàng tên Duyên này. Đó. Thì quý vị biết là cái tâm hồn nghệ sĩ của Nguyễn Tất Nhiên đã bộc lộ ra từ lúc anh còn rất là trẻ như vậy. Thì cái đầu óc của anh á, được miêu tả là lúc nào anh cũng có cái sự mơ mộng nó lung tung.
đó, nó rất là mơ mộng và suy nghĩ nó đâu đâu ấy, giống như người đang đi ở trên mây đó. Cái con người thực tế của Nguyễn Tất Nhiên là như vậy, và các bạn họ cũng đều đồng ý là họ nhận xét Nguyễn Tất Nhiên là con người như vậy. Mà cái đầu óc của anh nó không có tập trung, ngay cả khi mà anh đang đi học cũng vậy đó, đang học bài cũng vậy, anh cũng không có tập trung vào. Đó, làm như là trời sinh ra Nguyễn Tất Nhiên là chỉ làm thơ mà thôi. Rồi cái, những cái bạn bè của anh ấy, thời gian sau này đó gọi đùa anh là anh có tên là Đỗ Đỗ chân biết là tên là gì? Hình như là Hải Khùng gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải Khùng nhưng mà Hải Ngáo. Hải Ngáo, tức là ông ta có tên là Hải Ngáo. Rồi cái biệt hiệu thôi. Hải Ngáo hay Hải, biết tiếng nghĩ là Hải Ngáo hay là Hải Khùng, có cả hai, cả hai luôn phải không? Thì nó cũng đúng thôi, đúng không? Ngáo với Khùng thì cũng giống nhau. Thì tương truyền rằng có một buổi sáng đó, thì khi Nguyễn Tất Nhiên mà đã đứng giữa cái ngã tư ở đường Biên Hòa đó, hồi đó Nguyễn Tất Nhiên học ở trường trung học Biên Hòa, thì cũng may là Bitty cũng có cảm tình rất nhiều, với có nhiều kỷ niệm với Biên Hòa, bởi vì ngày xưa chị Bitty cũng được đi dạy ở trường trung học Tân Uyên Biên Hòa 3 năm. Thành ra bây giờ nói đến Biên Hòa, Bitty có nhiều kỷ niệm mà rất là thương lắm. Đó, rồi ông ta đứng ra giữa ngã tư vậy, như chỗ không người đó, xong rồi ông ta bỏ hai tay vào trong túi quần, rồi ông ta nhìn lên trời. Không biết thời gian bao lâu đó, nhưng mà có lẽ lúc đó thì ông đang yêu cái cô duyên này, đang yêu máu thì sĩ nổi lên, đang thì sĩ nổi lên, đúng rồi đấy. Thì thật ra đây là cái mối tình vô vọng với cái cô duyên này mà thôi, thấy không? Cái nỗi đam mê mà cái niềm đau khổ, nghĩa là biết tình nghĩ rằng là đã tạo nên cái sự phong cách làm thơ của ông. Hoàng Minh Chân có nghĩ là như vậy hay là không? Dạ, thường thì với một mối tình đầu đó thì dễ gây cảm hứng cho thi nhân để viết những dòng thơ đầu tiên của đời mình lắm chị. Đúng như vậy. Thật ra không phải là điều lạ đâu. Thật ra thì theo lời kể của nhà thơ Thái Thụy Vi đó, nhà thơ Thái Thụy Vi thì Bích Ti cũng được hân hạnh được quen với ông một thời gian. Thì ông ta nói rằng thì hồi chưa nổi tiếng thì khi mà trời nắng thật nắng chang chang, chẳng hạn như ngày hôm nay ở ngoài trời chúng ta rất là nắng, đúng không? Thì Bích Ti nghĩ là hồi đó ở Việt Nam mình nắng, cái nắng ở Biên Hòa nó cũng vậy thôi. Đó mà ông đã mặc cái áo măng tô. Cái áo măng tô là để mặc gì? Mặc trời mưa với mặc trời lạnh, đúng không? Đúng. Mà ông ta trời nắng chang chang và ông khoác cái áo măng tô vào trong người. Như vậy chị, là các thi sĩ đó mà ở Âu Châu đó, nhất là ở Paris đó, là có cái mốt phải mặc áo măng tô đi giữa trời mưa lất phất. Rồi. Đó thì mới là phong cách của thi sĩ hay là nghệ sĩ. Thành ra chàng đi kiếm cái măng tô. Chàng mặc áo măng tô xong rồi lại chàng lại đi xe đạp nữa. Chàng đi xe đạp rồi chàng ưa đi xe đạp mà mặc áo măng tô rồi để đi cua em Bắc Kỳ nho nhỏ tên là Duyên. Thấy mối tình nghĩa là chàng rất là dễ thương phải không? Đó, nhưng mà thật ra mấy cô gái mới lớn thì người ta thật sự ra nói là yêu thì người ta chưa yêu đâu. Không dám yêu đâu. Không dám yêu, bởi lại người chưa có sự nghiệp giết mà yêu không sao được. Thấy không? Thì cái sự nghiệp của Nguyễn Tất Nhiên đó, thời gian đó thì đã không mấy thành công, thưa quý vị. Khi mà cho đến khi nhà thơ á, được một số thầy giáo gửi đăng báo, tức là đem thơ, thấy thơ của anh rất là hay, thành ra mấy ông thầy đó đem những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên ra đưa lên tờ báo Sáng Tạo. Tờ báo Sáng Tạo, rồi sau đó thì tờ báo Sáng Tạo hồi đó của ông Mai Thảo, nhà văn, nhà thơ Mai Thảo làm tờ báo Sáng Tạo đó. Thì sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đọc thấy, thì thấy hay quá, thì nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ra những cái nhạc phẩm, tức là dùng cái bài thơ đó để mà làm ra những cái nhạc phẩm sau này nổi tiếng. Và giống như nhà du ca Nguyễn Đức Quang cũng vậy. Du ca Nguyễn Đức Quang cũng có phổ nhạc của từ những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên ra, và từ đó thì cái nhạc của ông mới bắt đầu là coi như là được nổi tiếng đó. Đó thì Bích Ti theo dõi thì được biết thì năm 1972-73 đấy thì ông Nguyễn Tất Nhiên được coi như là cái thời đó đang chiến tranh mà.
thì được đi quân dịch, coi như giấy gọi đi quân dịch, đi vào nhập ngũ đó, ở trường Võ Bị Thủ Đức. Trường Võ Bị Thủ Đức, đúng, hồi đó Võ Bị Thủ Đức là cho sĩ quan phải không em? Dạ, thì Nguyễn Tất Nhiên hình như đã đậu Tú Tài 1 rồi. À vậy hả? Vâng. Thì lúc đó Nguyễn Tất Nhiên đi vào trung tâm Võ Bị Thủ Đức là đúng. Nhưng mà người ta nói là ông đi vào trung tâm 3 ở Quang Trung nữa. Vâng. Trung tâm 3 nhập ngũ Quang Trung thì sau đó thì ông vào một thời gian không biết bao lâu, thì sau đó thì coi như được giấy được cho về, bởi vì người ta nói ông bị bệnh tâm thần. Tâm thần chắc là không được ổn định mấy. Thì đó tức là cái đầu óc ông không được chú trọng mà gì, thì cấp chỉ huy của ông á, trong quân đội thì người ta nhận thấy, người ta bảo thôi ông này không có đi, không thể nào đi lính được, đi ra lính mà gặp gặp quân địch không đánh mà bắn, mà đi bắn vào quân của mình thì sẽ nguy hiểm quá. Thì sau năm 1975 á, thì Nguyễn Tất Nhiên sống ở trong nước cho tới năm 1981. Thì trong thời gian này thì ông đã học đàn và ông đã sáng tác cái cùng với những cái ca khúc cùng với những nhạc sĩ hồi đó nhạc sĩ trong nước gọi là có ông là Nguyễn Hữu Nghĩa đó, cùng và ông sáng tác một số nhạc phẩm với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, tức là Nguyễn Hữu Nghĩa sau này dừng những bài thơ của ông sau năm 1975 phổ nhạc ra. Thì những cái bài thơ, những cái bản nhạc đó thì Bích Ti thì chưa có được hân hạnh mà được nghe lắm. Nhưng mà đến năm 1980 thì ông là được qua định cư sang Pháp. Vâng. Em có biết sau thời gian qua sang Pháp thì ông làm cái gì bên Pháp không? Dạ không chị. Vâng, chỉ biết là sau đó thì sang Mỹ, một vài năm sau thì sang Mỹ. Tức là 1987 thì ông được sự can thiệp của Hội Nhà văn Việt Nam lưu vong đó. Thì ông đã được sang Mỹ và lúc đó ông có người vợ tên là, cô ấy tên là gì đấy, tên là Minh Thủy. Minh Thủy. Và ông đã có hai đứa con trai. Vâng. Phải không ạ? Và hình như là bà Minh Thủy đó. Tức là lại là cái đầu mối cho những tác phẩm gọi là Minh Khúc sau này. Cái đó thì mình sẽ nói sau này. Đọc trong đó sẽ thấy. Những cái Minh Khúc đó thì mình sẽ có những chương trình tiếp theo của mình. Vâng. Phải không ạ? Vâng. Đó, thì cái kính thưa quý vị, thật là bất hạnh cho nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Thì cái ngày 3 tháng 8 vào năm 1992 đó, thì người ta thấy anh nằm chết ở trong một cái xe hơi cũ và đậu dưới bóng cây trong một cái sân chùa tại California, tại miền Nam California. Rồi hiện giờ thì cái mộ của Nguyễn Tất Nhiên nằm ở trong vườn Big Family, tức là ở bên Cali này gọi là miền Westminster Memorial Park. Đó thì mộ của ông ở tại trong cái nghĩa trang Westminster Memorial Park ở miền Nam California này. Thì mộ của ông á, bây giờ được rất nhiều người du khách ghé về Little Sài Gòn á, đều hầu như là họ nhớ đến Nguyễn Tất Nhiên và họ đã đến thăm mộ của Nguyễn Tất Nhiên. Kính thưa quý vị, thì nãy giờ thì Bích Ti và nhà thơ Hoàng Minh Chân nói sơ sơ về tiểu sử của Nguyễn Tất Nhiên để chúng ta coi như có những cái lời coi như là tưởng niệm đến ông, và cũng cảm ơn ông rất nhiều đã để lại cho đời những bài thơ bất hủ, và chắc chắn là sẽ mãi mãi người dân Việt chúng ta không bao giờ quên được ông, cũng như là những ca khúc của ông, những bài thơ của ông vẫn để lại trong lòng mọi người với nhiều cảm mến. Còn riêng Hoàng Minh Chân thì Hoàng Minh Chân có những hồi đấy Hoàng Minh Chân còn trẻ, Hoàng Minh Chân có những cái kỷ niệm gì mà khi mà nghe những bài thơ hoặc là nghe những bản nhạc mà phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên? Dạ, thì hồi đó em cỡ 15-16 đó thì nghe cũng radio. Cùng tuổi cùng không, Nguyễn không, Tất Nhiên không, ở không, đó. Không, thua Nguyễn Tất Nhiên khoảng độ 4-5 lớp. Thì hồi đó 15-16 tuổi thì em nghe radio thì dĩ nhiên là biết những bài như Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Em Hiền Như Ma Sơ. Đó. Thì em thích nhất là cái bài Em Hiền Như Ma Sơ. tại sao mà Trần thích như vậy? Tại vì hễ mà có mưa nhẹ nhẹ hay lất phất đó, là em thích thôi. Bởi vì em thì em thấy cái hình ảnh đó rất là thơ mộng, rất là đẹp.
Nó quyến rũ lắm. Thì nói những tác phẩm của Nguyễn Tất Nhiên thì BT cũng xin tạm nêu ra một vài cái tác phẩm mà phải nói là rất là nổi tiếng của Nguyễn Tất Nhiên. Thì những tác phẩm mà ông đã in ra được á, thì có như là Nàng Thơ Trong Mắt, ông làm vào năm 1966 cùng với nhà thơ Đinh Thiên Phương, tức là bạn học cùng lớp với ông đó. Rồi tập thơ thứ hai nữa là Dấu Mưa Qua Đất, cũng làm ở Biên Hòa vào năm 1968 cùng với bút đoàn Tiếng Tâm Tình. Rồi tập thơ Thiên Tai vào năm 1970. Rồi có tập thơ Nguyễn Tất Nhiên nữa, rồi góp nhặt từ năm 1969 đến 1980 do nhà xuất bản Nam Á Paris lần đầu tiên ấn hành năm 1980. Lúc đó thì ông đã ở bên Paris rồi, bên Pháp rồi. Đó. Rồi cái tập thơ nữa là Những Năm Tình Lận Đận. Đó là làm chung trong cái tập nhạc nữa, tập nhạc vào năm 1977 cũng như là 1984 do nhà xuất bản Tiếng Hoài Nam tại Hoa Kỳ ấn hành. Lúc đó ông đã qua bên Hoa Kỳ này rồi. Tập nữa là tập Chuông Mơ. Từ trong tập Chuông Mơ này á, có những bài thơ từ năm 1972 đến 1987 do nhà xuất bản Văn Nghệ tại California này ấn hành năm 1987. Tập thơ nữa là tập Tâm Dung do Người Việt ấn hành vào năm 1989. Tâm Tình Con Gái Ba Miền, đây là bài tập thơ này không biết ấn hành năm nào, có lẽ vào sau năm 1989. Thì lúc đó BT nghĩ rằng là có nhiều kỷ niệm với nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, thành ra là còn những cái bài nhạc thì em nhớ bài nhạc nổi tiếng nào không, do Phạm Duy phổ nhạc rồi Nguyễn Đức Quang phổ nhạc. Có ba bài là nổi tiếng nhất là Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Thả Như Giọt Mưa và Em Hiền Như Ma Sơ là ba bài nổi tiếng nhất. Đúng rồi, còn có những cái bài như là BT sưu tập được thì có những cái bài như là Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự, đó là cái bài ông tự sáng tác đấy nha, tức là ông cũng có khiếu sáng tác nhạc nữa chứ không phải là chỉ có làm thơ không đâu. Rồi cái bài nữa là Khi Nào Em Vượt Biển, chắc chắn là bài này là khi sau năm 1975 ông cũng tự sáng tác luôn. Như Màu Nắng Sân Trường cũng là tự sáng tác luôn. Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du, Sông Chiều Áo Trắng, đó là tất cả những cái bài mà tự sáng tác. Còn nhiều nữa thưa quý vị. Thật sự ra là bởi vì Bích Ti và Hoàng Minh Trần này rất là ái mộ, cũng rất là quý mến, thương mến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, thành ra hôm nay Bích Ti với chị em mình làm cũng khá đầy đủ. Tuy là nó không có hoàn toàn, bởi vì làm sao mình biết hết tất cả cuộc đời của một người được, nhất là đây là một người thi sĩ nổi tiếng nữa. Đó thì nhưng mà cũng cố thu thập gồm có rất nhiều tài liệu để mà hôm nay trình bày lên cùng với quý khán thính giả của Vietsky TV. Những cái bài tiếp theo mà ông tự sáng tác như là bài Paris Thu Khúc. Bài này thật sự ra là BT chưa nghe đâu, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ rất là hay. Trên Nát Tan Tôi này, Thả Như Giọt Mưa, như hồi nãy nói thì những cái bài này quá quá nổi tiếng rồi. Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ này, Vì Tôi Là Linh Mục, Hai Năm Tình Lận Đận, rồi Em Hiền Như Ma Sơ. Nhưng mà có một cái bài như Anh Vái Trời đó. Anh Vái Trời thì Trần có biết bài đó không? Em cũng Phạm biết Duy. Bài đó. Phạm Duy phổ nhạc. Đúng không? Rồi cái bài Phạm Duy phổ nhạc nữa là Hãy Yêu Chàng. Trời ơi sao nhiều nhạc thế này. Vì Tôi Là Linh Mục là anh Nguyễn Đức Quang, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc. Trúc Đào nữa, bài thơ Trúc Đào. Trúc Đào là nhạc sĩ anh Bằng. Lê Anh Bằng. Nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, cũng là thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Nỗi Sầu Khổ Dịu Dàng, ông nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa để phổ nhạc. Lời Buộc Ràng Trăm Năm, cũng là Nguyễn Hữu Nghĩa. Như Những Hoàng Hôn, Xin Chở Tình Ta Theo, Con Sáo Sang Sông của nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ cái bài Con Sáo Sang Sông. Còn những cái bài BT mới nói xong là của Nguyễn Hữu Nghĩa phổ nhạc thưa quý vị. Hôm nay chúng ta nói hơi kỹ về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên bởi vì cái lòng quý mến của mình, đúng không em? Và hơn nữa là BT nghĩ rằng là có rất nhiều quý khán giả ở ngoài đó cũng rất muốn nghe những cái gì về cuộc đời của Nguyễn Tất Nhiên.
Thế thì giữa mối tình của cô Duyên á với lại Nguyễn Tất Nhiên này thì Trân biết gì thêm, Trân có sưu tầm được gì thêm thì Trân nói thêm đi. Dạ thì chỉ biết là cô chỉ muốn làm bạn thôi, và cô cũng nói rõ với lại Nguyễn Tất Nhiên đó là mình chỉ muốn là bạn thôi, nếu Nhiên muốn đi xa hơn nữa thì không dám gặp Nhiên nữa đâu. Sau đó là anh ấy cũng kiểu như là cũng chịu nhận như vậy, nhưng mà trong tâm thì không biết thế nào đó, để còn tiếp tục được gặp cô Bùi Thị Duyên. Thưa quý vị khán thính giả, Khi mà tỏ tình yêu với một người con gái mà rồi người con gái đó không có đáp lễ lại, đáp trả lại tình yêu mình thì giống như là một cái tảng đá chặn cửa vào thiên đường thứ nhất, có phải dạ không? vâng, đúng đúng, đó là một một tảng đá rất là lớn, như vậy là rất là lớn rồi. Thì theo chị nghĩ là người thơ của chúng ta đó thì sẽ tìm cách để đạt được trái tim nàng sau đó chứ, phải Dạ chắc là vậy chị, không? biết đâu là chàng lại nghĩ một cái kế nào để xin vào đạo Thiên Chúa làm sao. Như vậy cô Duyên này theo đạo Thiên Chúa Dạ vâng thưa đúng chị, không? bởi vì Duyên thuộc gia đình các họ đạo mà di cư vào Đồng Nai Biên Hòa đó chị, Đúng là rồi, năm năm ở cái tư phố ở cái khu Biên Hòa là khu Biên Hòa Đồng phố Nai đó chị. dạ khu khu gọi là làng đạo đó, làng đạo Biên Hòa Vâng, nhiều phải họ không đạo ạ? lắm. Hồ Nai chứ, Hồ vâng Nai, Hồ Nai vâng Biên Hòa. biên vâng Hồ Nai nữa, vâng thì cũng là quanh đó đó. Thảo thảo nào đúng Hồ Nai Biên rồi, Hòa đó, Hồ nhưng mà Nai Biên gọi Hòa. chung là cái tỉnh Đồng Nai. Thật ra thì nếu mà chàng mà cái nghĩ ra cái kế mà để xin vào đạo thì cũng đúng thôi, bởi vì những người như là những cô gái mà có đạo Thiên Chúa là người ta chân chính lắm, tức là người ta giữ đạo dữ lắm á, người ta ít khi nào mà người ta bỏ đạo mình mà đi theo đạo người khác, chẳng hạn lấy chồng vậy, lấy chồng là phải đi theo 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 nàng đúng không? Như vậy là mới chứng tỏ cái tình yêu của người mình yêu, Người mình yêu mình dám hy sinh cái món ăn tinh thần, thế mà cái lý tưởng về tinh thần của mình để mà mình đi theo một người mà mình yêu thương người đó thì chắc chắn là cái sự tình yêu nó sẽ bền chặt hơn đúng không? Nhưng mà sau đó thì Nguyễn Tất Nhiên có vào đạo không, có bỏ đạo hay Dạ, theo thưa chị là cái đó là chỉ là dự tưởng của chúng ta thôi, thưa quý vị. Không có tài liệu nào xác định chuyện đó, mình chỉ là dự tưởng vậy thôi. Và thêm phần nữa thì chưa chắc Nguyễn Tất Nhiên đã vào đạo đâu, bởi vì lý do cũng đơn giản thôi, là đọc Kinh Thánh thì nó không có phê như đọc thơ được. Chân nói chữ phê làm cho chị Bích nhớ lại là phê người ta từng thường già dùng và chữ cái gì nhỉ, người ta hút thuốc lá vào, Vâng, hút uống thuốc rượu, lá, vâng, uống uống rượu rượu. và ngay cả ma túy. Nhưng mà phê đối với thơ nó lại khác. Thì như thế nào, phê theo theo chân Tức chân là là nhà thơ thì nhân chân nói và chữ phê là như thế nào coi. vâng, xin quý vị chỉ nửa phút hay 1 phút thôi. Phê trong thơ đó là những cái gì mà để nó có thể là tạo trong hồn mình có một cái xúc cảm nó dâng lên. Nó dâng lên đó. Và trong cái dân đó đó thì có nhiều nhà thơ tiến xa hơn đó, là đưa cái ý nghĩ mình lên rất là xa, có thể rất là cao nữa, tới mây chẳng hạn, Tức là bay và bổng trên nhà mây. bay bổng trên mây. Thành ra đó nhà văn cũng vậy, ông nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đó, ông có viết Nguyễn Xuân quyển Hoàng. là Người Đi Trên Mây đó. Đó, Đúng tâm rồi. sự của mấy nhà thơ nhà văn là vậy. Thành ra từ đó tới cái chuyện mà phê cần sa hay ma túy hay thuốc phiện hồi xưa đó, thưa quý vị, thì nó cũng không xa lắm đâu, ngoại trừ khi nào phải là những người rất là tỉnh táo, ví dụ như tôi. Trời ơi, tức là chân nói chân lúc nào cũng tỉnh táo, Dạ thường thì rất là tỉnh táo. thường rất là tỉnh táo, nhưng mà đến thức lúc làm thơ thì sao, Lúc có làm phê không? thơ đó cái tư tưởng mình phê thôi, chứ không cần phải thuốc hay gì cả. Đúng như vậy, khi mà chúng ta có một cái tâm hồn thi sĩ rồi đó thì gặp với lúc nào đó, gặp một cái hoàn cảnh nào đó, tự nhiên cái trong lòng mình nó xúc động,
rồi nó cảm tác ra những cái lời thơ hoặc lời nhạc. Vâng, đúng. Giống như chứ vậy. Còn không cần phải những cái ngoại vật đâu. Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình Việt Sky TV băng tầng 57.4, kính thưa quý vị, trong trình hôm nay quý vị đang theo dõi Bích Ti và nhà thơ Hoàng Minh Chân nói về thơ và nhạc trong đời sống của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục vào chương trình này trong một chương trình kế tiếp cũng về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Xin kính mời quý vị nhớ đón xem trên đài truyền hình Việt Sky TV 57.4 tại miền Nam California. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị những ngày thật an bình và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt. Xin mời nhà thơ. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả.